Em xin chào cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Thạnh thuộc huyện Mộc Hóa mới tỉnh Long An nha. Thì vị trí em đang đang đứng ở đây thì em có nhận quay bán cho chủ một thửa đất có diện tích là được 1,18 nha cô chú anh chị, tức là 18 công. Thì cái thửa đất của mình ở đây nó cách cái tuyến đường kinh 61 á thì tầm khoảng là 150 mét thôi cô chú anh chị. Thì ngay đó là đường lộ xe tải nha. Thì từ ở chỗ mà đường lộ xe tải đó có một con đường đất dẫn chạy dài vô tới đây là khoảng 150 mét nha. Thì hiện tại con đường nó đường đất luôn, đường khoảng 5 mét, mình cải tạo lại thì xe ô tô, xe tải nhỏ thì mình vô được tới đất luôn nha cô chú anh chị. Thì cái thửa đất của mình ở đây là từ ngay chỗ cái ganh đó cô chú anh chị, ngay bờ đất đó, đi theo cái đường kinh sườn này qua tới bên này là được 60 mét nha. Thì cái thửa đất mình ở đây vuông vức luôn đó cô chú anh chị, cách điện cách nước thì tầm khoảng là 150 mét thôi. Thì cặp ganh với thửa đất mình ở đây đó là có đường kinh là giáp dòng luôn, thuận tiện để mình bơm nước mình tưới tiêu nha. Thì từ đây mình đi xuống thẳng tới cái bờ cây đó cô chú anh chị là được 300 mét, và nó đi lên được 70 mét thì ở phía sau nở hậu đó và đi lên cũng 300 mét luôn. Thì đất mình ở đây đó là nằm trong cái diện mà đi bao ba vụ làm lúa quanh năm đó cô chú anh chị. Thì cái diện đất này ở đây đó là nhà nước có quy hoạch cho mình là đất trồng cây lâu năm nha. Thì cái khu vực này ở đây trồng vườn trồng cây ăn trái rất là nhiều luôn. Thì đặc biệt cái huyện Mộc Hóa này, cái xã Bình Thạnh này trồng sầu riêng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Thì những cô chú anh chị mình mà có nhu cầu mình làm vườn thì em khuyên cô chú anh chị mình cứ về đây mình xem mình tham khảo nha. Thì cái giá chủ bên em đang cần bán là chỉ có là 900 triệu một mẫu thôi cô chú anh chị. Thì với cái giá này thì mình cứ về đây mình xem đất thì mình cứ gặp ngay chính chủ mình trao đổi mình thương lượng giá cả với họ nha. Thì chủ bên em bán cái thửa đất này với hình thức là đo đạc nha. Thì đo đạc tính theo diện tích thực tế của nhà nước đó cô chú anh chị, ra bao nhiêu công thì mình tính tiền bấy nhiêu nha. Còn từ ngay chỗ vị trí thửa đất này mình đi về cái hướng mà xuống huyện, trung tâm huyện, thị trấn Mộc Hóa mới đó cô chú anh chị thì mất khoảng là 10 km thôi, cũng rất là gần. Còn mình về trung tâm thị xã Kiến Tường khoảng 8 km thôi cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị mình từ thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi cái hướng đường tắt từ N2 đi dòng từ Đức Hòa, Đức Huệ qua thì chỉ có là khoảng 70 km thôi. Còn mình đi tuyến quốc lộ 62 lên thì rất là xa nha, khoảng 100 cây số của chú anh chị. Từ đất mình đây rất thích hợp để trồng vườn, nhà nước quy hoạch nguyên cái khu này luôn là diện cây lâu năm đó cô chú anh chị, trồng vườn thoải mái nha. Thì đây là cái đường thực tế của thửa đất mình, đường khoảng 5 mét, đường rất là lớn nha. Đường này thì mình cải tạo lại, mình đổ đá xanh, thì mình đi ô tô vô, xe tải rồi hàng 2-3 tấn là mình chạy vô được luôn, đường rất là lớn. Thì đó là cái mặt tiền kênh 61, lộ 61 luôn, lộ lớn đó cô chú anh chị, lộ đang lên nhựa luôn. Đây thì có đặt cái ống vọng ngang đường này cô chú anh chị để bơm nước dẫn trực tiếp từ dưới kênh lên. Thì cái thửa đất của mình cái ganh còn lại là qua tới bên đây, cặp ganh với thửa đất mình họ đã đào đường kênh giáp dòng thửa đất luôn. Thì ở đây có thêm một cái bờ cây, như cô chú anh chị mình về mình không ưng thì mình cứ việc phá ra, đất rất đẹp nha. Diện đất này ở đây rất là tốt, đất đen đất thịt nha cô chú anh chị. Thì giá là chỉ có 900 triệu một mẫu thôi. Cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha.